Chào tất cả bạn, hôm nay tính chung chuyển vấn đề sẽ đến với các bạn với giáo trình Hán ngữ 1 của bộ Hán ngữ 6 tập. Khi mà các bạn học tốt 6 quyển này thì các bạn có thể là thi lấy một cái chứng chỉ HK4, tức là đầu vào của một trường đại học của Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với cả quyển Hán ngữ 1. Tất về tất cả các loại sách vở băng đĩa, ví dụ như sách giáo trình Hán ngữ 1 hay là đĩa MP3 hay là các cái tài liệu thì các bạn đều có thể mua tại số 10 ngõ 156 Hồng Mai, là trụ sở của tiếngchung.vn. Và bây giờ việc của chúng ta là bắt đầu vào bài. Đấy, bây giờ các bạn sẽ bắt đầu vào bài 1. Với bài 1 thì bước 1 chúng ta sẽ đọc các cái thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu. Thế nào là thanh mẫu? Các bạn hiểu nôm na như là phụ âm trong tiếng Việt. Thế nào là vận mẫu? Vận mẫu như là vần trong tiếng Việt. Và thế nào là thanh điệu? Là dấu trong tiếng Việt mình. Khi các bạn có đủ ba yếu tố này, các bạn có thể ghép lại và đọc thành một cái các cái phát âm một cách rất là hoàn chỉnh. Bước 1, các bạn đọc thanh mẫu của mình nhé. Bờ đồng hành P, pua, pua, chữ P bật hơi, pua, pua, M giữ nguyên, mua, mua, F đọc giống phở phở, phua, phua, chữ giờ bạn đọc thành chữ tờ, tưa, tưa, E thì các bạn đọc là ưa nhé, tờ đọc thành thờ, thưa, thưa, N giữ nguyên, nưa, nưa, L giữ nguyên, lưa, lưa, chữ G các bạn đọc thành chữ cờ, cưa, cưa, chữ K người ta gọi là âm gốc lưỡi, nhưng mà luồng hơi đẩy ra rất là mạnh, các bạn thập cùng với mình là khựa, khựa, chữ H thì cũng là âm gốc lưỡi, nhưng mà luồng hơi đẩy ra nhẹ nhàng hơn, các bạn cùng tập khưa, khưa. Sau đây chúng ta sang phần vận mẫu. A các bạn sẽ giữ nguyên giống như chữ A trong tiếng Việt. O các bạn đọc là ua. Bắt đầu ua, ua. E đọc là ưa, ưa, ưa. E sẽ đọc là ơ khi đi cùng L, Z, N, M. Ta ví dụ L cộng E sẽ đọc là L, N cộng E sẽ đọc là N. Chữ Y có hai cách đọc. Một, các bạn vẫn đọc là Y. Cách đọc thứ hai, các bạn đọc là ư khi đi cùng với S, S, H, Z, Z, H, C, C, H và chữ R. Ta ví dụ S, C cộng Y bạn đọc là sư, S, H cộng Y bạn đọc là sư, R cộng Y bạn đọc là R. Chữ U các bạn giữ nguyên. U có hai cái chấm trên đầu, bạn đọc là uy. A với A y ngắn thì bạn vẫn đọc là ai. E với y ngắn bạn đọc là a. A với o bạn đọc là ao. O với u bạn đọc là âu. Chúng ta sang cái bảng ghép bên dưới. Bờ đầu hành p nhé. Pa, pua, pi, pu, pai, pay, pao. Chữ p các bạn nhớ bật hơi. Pa, pua, pi, pu, pai, pay, pao, po. M giữ nguyên. Ma, mua, mơ, mi, mu, mai, mây, mau, mâu. Ở đây mình có một chú ý nhỏ nhỏ cho các bạn là E thì đọc là ơ khi đi cùng L, Z, N, M. Ta ví dụ L cộng E bạn đọc là L, N cộng E đọc là N, M cộng E bạn đọc là mơ. Chúng ta sang chiếc với chữ F. F đọc giống phở phở trong tiếng Việt ta. Bắt đầu đọc phua. Đầu tiên là pha, phua, phu, phây, phâu. Giờ bạn đọc thành tờ. Ta, tơ, ti, tu, tai, tây, tao, tâu. Chữ tờ bạn đọc thành chữ thờ. Tha, thưa, thi, thu, thai, thao, thâu. N giữ nguyên. Na, nơ, ni, nu, nui, nai, nây, nao, nâu. Bây giờ sang chữ L. La, lơ, li, lu, lui, lai, lây, lao, lâu. Chữ G thì các bạn đọc thành chữ cờ. Ca, cưa, cu, cai, cây, cao, câu. Tiếp theo ta có chữ K, bạn nhớ bật hơi nhé. Kha, khưa, khu, khai, khây, khao, khâu. Chữ H đọc nhẹ nhàng. Kha, khưa, khu, khai, khây, khao, khâu. Chữ Y, Y, U, Uy. Ở phần thanh điệu thì người Trung Quốc người ta chia làm 4 thanh chính. Thanh thứ nhất là viết ngang ra giống như không có dấu gì trong tiếng Việt. Bạn đọc là A, tức là bạn kéo dài hơn so với âm tiếng Việt. Cái dấu sắc của Việt Nam ta thì người Trung Quốc gọi là thanh hai, và đọc giống như dấu sắc trong tiếng Việt và đọc kéo dài âm ra á. Cái chữ V ấy, thì ở trên đầu này thì người Trung người ta gọi là thanh ba, và đọc giống như dấu hỏi tiếng Việt và đọc kéo sâu xuống á. Đúng rồi, cái dấu huyền trong tiếng Việt mình ấy, thì ở đây người ta gọi là thanh tư, thì bạn đọc nằm giữa dấu huyền với dấu nặng. Có một cái mẹo này các bạn có thể đọc được là đọc quát dập giọng lên cái là được. A à, chúng ta đọc này. A à, á, 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 y, 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 u,
đây thì các bạn vừa mới giải quyết xong được phần các cái phụ âm, nguyên âm và dấu cơ bản của phải bài 1. Bước 2 chúng ta sẽ quay lại phần bài đọc. Các bạn đọc cùng bài đọc với mình nào. Ní khỏ, ní khỏ. Nỉ là bạn, khỏ là tốt. Nhưng bạn không được đọc là nỉ khỏ, mà bạn sẽ phải đọc là ní khỏ. Bởi một nguyên tắc như sau: hai chữ V đi với nhau, chữ V thứ nhất đọc thành dấu sắc. Hai thanh ba đi với nhau, thanh ba thứ nhất đọc thành thanh hai. Ok. Và cái vấn đề số 2 ấy, cái chữ H ấy, thì nếu mà bạn đọc là hảo ấy, thì nó giống như Hồng Kông Đài Loan vẫn đang đọc. Còn nếu bạn muốn đọc âm chuẩn Bắc Kinh thì bạn nằm giữa khờ với hờ, đọc là khỏ, khỏ. Tì gốc lưỡi xuống hàm răng dưới, cái hàm dưới, bắt đầu đọc tập lại này. Khỏ, khỏ, ní khỏ, có nghĩa là xin chào. Sau đây các bạn chuyển sang phần từ mới cùng với mình. Thường ở trong một cái bài từ mới, người ta sẽ phân là đầu tiên chữ Hán này, xong rồi có cái chỗ ô mà có hai cái ngoặc ấy, thì đấy là động từ, tính từ hay danh từ. Cái đấy các bạn không cần quan tâm nhiều, thì giáo viên sẽ hướng dẫn. Tiếp theo là phần phiên âm, và tiếp theo phần tiếng Anh, tiếp theo nữa là phần âm Hán Việt, và cuối cùng là nghĩa tiếng Việt của chúng ta. Bây giờ các bạn đọc cùng mình phần phiên âm nhé. Y ủ ba tạ phụ khẩu bái nỉ mã nỉ khỏ. Để các bạn nhớ được tất cả các từ này thì các bạn nhớ tìm cái phần hướng dẫn viết chữ của mình ở trên, các bạn lên YouTube gõ Phạm Dương Châu thì là ra kênh của mình, nó nằm ở trên đó, để các bạn có thể tìm thấy cái phần viết chữ nữa, thì các bạn mới đầy đủ được các kỹ năng nghe nói đọc viết, phát triển một cách đầy đủ. Bây giờ tiếp tục các bạn sẽ chuyển sang phần bài tập cùng với mình. Phần bài tập thì các bạn sẽ tìm nó ở trang 8, dòng thứ hai từ dưới lên của quyển sách giáo trình Hán ngữ 1 của chúng ta, và các bạn đọc cùng với mình. Y y y y y y này là số 1, chữ W này. U u u u u u là số 5. Uy 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 là con cá, con cá. Người Trung Quốc rất là thích con cá, bởi vì ngoài việc cá ngon còn có một ý đồ khác, tức là trong bữa cơm mời khách nên có món cá, bởi vì uy còn có nghĩa là dư thừa, muốn chúc cho khách hàng của mình là luôn làm ăn có lãi. Các bạn đi tiếp, bờ đồng hành bờ. Pa 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 là số mấy? Số 8. Chữ giờ các bạn đọc thành chữ tờ. Ta 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 có nghĩa là to lớn. Pu 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 tức là không, không tức là khi ta phản đối điều gì đó. Ví dụ như anh ấy đòi nắm tay mình sẽ phải bảo sao? Pu không được, để em nắm. U có dâu thì các bạn đọc là uy nha. Nui 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 là nữ tức là đàn bà. Khẩu 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 có nghĩa là cái miệng. Bái bái bài bái 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 là bạch tức là màu trắng. Khây 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 là hắc tức là màu đen. Ma má mà mã 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 là con ngựa. Ni 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 có nghĩa là bạn. Ní khỏ mấy khỏ. Ú bải bấy khải. Cấy ỉ úy phả khứa ỉ phú tảo. Đây vấn đề được đặt ra là hai cái chữ V đi với nhau, chữ V thứ nhất bạn phải đọc là dấu sắc, đấy là vấn đề của biến điệu. Sau đó chúng ta chuyển sang phần phân biệt thanh mẫu. Pa pa ta tha ca kha. Pu pu tu thu ku khu. Pai pai tai thai cai kha. Pao pao tâu thâu cao khao. Các bạn đi tiếp. Pa pua khưa phua. Pa pua nơ mua. Ma mua tơ pua. Pha phua khưa phua. Pai bay pao pâu. Mai mây khao khâu. Gờ đoàn cờ nhé. Cai cây khao khâu. Khai khây cao câu. Bây giờ sang một phần khó hơn, đây có cả dấu luôn. Pa pa ta tha khứa phúa cưa khựa. Pỉ phí tứa thựa. Khâu phẩu cu khu. Pụ phụ tị thị. Khây phây cải khải. Bái thái tú thú. Khụ phụ kẩy tẩy. Bẩy thấy tại thại. Kha pha cẩu khẩu.
Nhận biết tôi đọc, bây giờ chơi nguyên cả chữ, làm được phần này là các bạn rất là ok rồi đấy. Tài thấu, thái thấu, ta lấu, thả lấu, khưa phú, khưa khủ, ta úy, ta ủy, uy xí, phu xí, mấy họ, mấy lái. Trong trường hợp mà bạn không đọc nối được hai từ như thế được thì bạn cắt được từng âm một, ví dụ ta nghỉ một hồi thấu thì các bạn sẽ đọc được thôi. Bây giờ tiếp tục đến phần bài tập thấy toàn chữ Hán. Cái này nếu mà các bạn không tìm thấy được thì bạn sẽ dở lại phần từ mới, các bạn sẽ tìm ra, các bạn đọc cùng mình: y ủ pa pu khẩu bái mã ta nủy khảo nỉ. Hội thoại giao tiếp: ní khảo, ní khảo có nghĩa là xin chào. Trên đây thì tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn cho các bạn dứt điểm cái bài 1 của giáo trình Hán ngữ 1. Việc của các bạn là về làm lại một cái clip giống như mình vừa mới làm, sau đó up lên nhóm học tiếng Trung online để mình chữa. Ngoài ra phần từ mới thì các bạn viết mỗi từ 2 dòng đấy, và cả phần bài khóa nữa cũng up lên trên nhóm học tiếng Trung online để mình chữa và chấm điểm cho các bạn. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công. Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại với các bạn với bài 1 của giáo trình Hán ngữ 1, bộ 6 tập, và đây là quyển tập viết của chúng ta. Quyển tập viết này sẽ đi cùng với chúng ta trong suốt quá trình học Hán 1, Hán 2, Hán 3, Hán 4 và một đủ 1.500 chữ. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn và hướng dẫn các bạn học theo cái quyển này. Và các bạn nhớ là phải có đầy đủ bộ Hán ngữ 6 tập đúng không? Hán 1, Hán 2, Hán 3, Hán 4, Hán 5, Hán 6. Đó. Và các bạn biết rằng là khi chúng ta đã học hết Hán 4 thì ta có thể thi vào đầu vào của một trường đại học của Trung Quốc. Bởi vì trường đại học của bên Trung Quốc thì họ yêu cầu đầu vào là Hán ngữ 4, tức là HK4 đấy. Đầu ra thì phải có HK6. Đầu tiên chúng ta cứ giải quyết được HK4 trước đã, tức là hết 4 quyển Hán ngữ đúng không ạ? Rồi, và bây giờ thì các bạn sẽ viết các cái chữ Hán cùng với mình nhé. Từ thứ nhất đó là số 1 thì bạn gạch cho một gạch như thế này. Người ta gọi là y có nghĩa là một. Đó, gạch cho một gạch đó là số 1 và nó gọi là bộ nhất. Cái số thứ hai chúng ta phải cần phải viết trong bài này là số gì? Số 8. Thì chúng đọc là gì? Ba. Ở bên nó gọi chữ bát. Bạn thấy giống cái bát úp xuống ấy. À, người ta gọi là ba là số 8. Người Trung Quốc người ta rất thích số 8, bởi đọc chính là pha, là phát tài phát lộc. Đó là lý do họ thích số 8. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một số nữa, đó là số 5. Ngang trước, sổ sau, ngang trước, sổ sau, lại ngang tiếp. Ủ này có nghĩa là gì? Ngũ. Ngũ là số mấy đấy? Số 5. Chúng ta tưởng tượng như một người đang bó gối đi câu. Đi câu là việc năm ăn năm thua, đúng không? Một chữ khác chúng ta cần quan tâm ở trong bài đó là chữ to lớn. Và tiếng Trung ta đọc là gì? Tạ. Đấy, tiếng Trung ta đọc là gì? Tạ. Nó có nghĩa là chữ đại. Đại có nghĩa là to lớn, đúng không? Các bạn nhìn thấy một cái hình người dang tay dang chân rất là lớn, đúng không? Ừ. Tiếp theo ta có một chữ nữa là chữ cụ. Mình viết hơi khác trong sách một chút nha. Viết theo cách của mình thì nó nhanh hơn. Cụ. Không có thể gọi chữ bất. Khi bạn phản đối điều gì đó thì bạn sẽ nói là cụ không được. Ví dụ như anh ấy đòi nói nắm tay thôi thì mình sẽ bảo sao? Cụ không được, để em nắm. Hoặc là khi mà mình phản đối cái gì là chúng ta luôn luôn nói là chữ cụ nhé. Cái âm Hán Việt của chữ này là bận, không đồng ý với cái gì đó là phụ. Một chữ khác các bạn cần quan tâm đó là cái miệng. Các bạn vẽ một hình thang ra cho mình nha, đóng nó lại. Cái này các bạn đọc là khẩu. Chữ ca thì các bạn là bật hơi. Chữ ca người ta gọi là âm gốc lưỡi, đầu lưỡi, mặt lưỡi, gốc lưỡi, tì gốc lưỡi xuống hàm dưới và hơi từ bụng bật ra rất mạnh. Bắt đầu nhé. Khâu, khấu, khẩu, khẩu, khẩu. Khẩu nghĩa là gì? Khẩu là cái miệng. Đó. Thế thì có nhiều bạn bảo thì cái bộ khẩu nó khác bộ vi ở điểm nào? Khác nhiều chứ. Bộ khẩu thì nó là một cái hình thang. Thế còn bộ vi hay còn gọi là chu vi ở trong cái từ Trung Quốc ấy, chữ quốc như này gọi là bộ vi này. Vi này là nó vuông thành xác cạnh và hình chữ nhật. Còn khẩu thì là gì? Một hình thang. Khi mà nó viết ở trong sách thì nó không làm được như thế. Máy móc thì nó thường nó cứ viết thành ô vuông, đúng không? Đấy là gây nên sự hiểu lầm cho các bạn. Vừa rồi thì chúng ta đã có một cái từ phúc
tức là bạn phản đối cái gì đó thì bạn nói là pu, đúng không? Ví dụ tôi không được khỏe lắm thì bạn nói sao? Ủa pu thai khó. Ủa thì gồm mấy nét? Gồm 7 nét. Chúng ta viết nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? Pu ngang phẩy sổ thai đại thêm một chấm bên trong. À khó. Nó trước bộ gì? Bộ nữ. Nó sau bộ gì? Bộ tử. Kết câu bạn nhớ khuyên tròn không được sấm giống Việt Nam. Thì câu này nghĩa là gì? Tôi không được khỏe lắm. Ủa này. Ú thai khó. Ở đây chúng ta có một cái giải quyết cần phải biết chữ thai. Anh đại có thêm với chấm thì người ta nói chữ thai. Ở Việt nó là chữ thai. Ví dụ mình nghe người ta chửi thì biến thai này, mình bị biến thai, đúng không? Chính là chữ thai này. Hoặc chữ thai này này thì có bạn hỏi là em cần phải nhớ cái chữ thai này như thế nào. Thì có một câu chuyện như sau. Có một quan đi qua một cái hồ, thằng cháu con bơi dưới hồ, còn thằng này bố láo chào tao. Thì cháu con nó bảo nhớ giỏi chào, không giỏi không chào. Nó phi dưới hồ lên giang tay giang chân. Quan, chữ này là chữ gì? Thầy quan bảo giang tay giang chân là chữ đại thôi. Nó bảo không, đây là chữ thai. Bởi vì khi cháu dưới hồ lên cháu không mặc gì, đây có mỏng ngắn ngắn của cháu. Đó, trẻ con thì chỉ ngắn ngắn thế này thôi, còn thầy giáo là quất đất luôn. Tiếp theo chúng ta có một cái từ nữa, đó là từ gì? Khó. Thì đằng trước bạn có bộ gì? Bộ nữ. Nữ có nghĩa là gì? Đàn bà. Đầu hai tay hai chân giữa là cái mông của người đàn bà, đúng không ạ? Đa chân đang bước đi tung tăng trên công viên tập thể dục. Và chữ khảo là gồm gì? Ất, móc, gạch nha. Bộ này là động từ, tiếng Trung đọc là đứa trẻ. Chúng ta tập thử chữ Z. Đó là đầu lưỡi, mặt lưỡi, góc lưỡi. Đầu lưỡi cắm mặt sau ra trên. Chữ, 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 chữ. Không bật hơi. Nào. Thì ra là chữ gì? Từ là đứa trẻ. Thế phân tích kỹ chữ từ thì bạn gồm bộ gì? Bộ này là bộ gì? Bộ Ất. Ất này. Xong nét này là nét gì? Móc. Kế đến là nét gì? Nét ngang. Nét ngang. Đúng vậy. Đây là biểu tượng đứa trẻ của trong tạ. Thế bây giờ ta làm sao ta nhớ được chữ khó? Đúng không? Đối với một người đàn ông thì phải có một người phụ nữ yêu mình, có một đứa con của mình thì mới là gì? Là khó, là tốt, đúng không? Thành phần đằng trước thì chúng ta giành được rất dễ. Có trên chục tỷ, có nhà ô tô là đồng chí này sẽ bò đến. Chất lượng như nào thì ta không biết, đúng không? Nhưng cái phần đằng sau là khó hơn. 70% các hóa đơn xét nghiệm ADN của Việt Nam mình là hối hộ. Nếu mà may mắn của giám đốc công ty hoặc anh em đồng nghiệp thì đứa trẻ sẽ thông minh, có khả năng nuôi lại mình. Nhục nhất là sau đầu ngõ hoặc lao động phổ thông. Rốt cuộc đối với đàn ông thì có một người phụ nữ yêu mình và có một đứa con của mình là khó, khó, tốt. Này này nói về sức khỏe cũng có thể dùng chữ khó. Ủa khó, tôi rất khỏe. Hoặc là người ta đòi họ yêu cầu một cái gì đó mình đồng ý, mình cũng nói là khó. Ví dụ anh ấy nói nắm tay mà mình thấy anh dâu quay nón không hói nách, cao ráo, không hói thì mình sẽ bảo khó á, khó á, tức là mình đồng ý đấy, đúng không? Thì cái chữ khó đấy thì các bạn cách đọc nó như tạo cái mồm của bạn tạo giống như một cái vòm. Ho, khó, khó, khó. Thì mở rộng nó như vậy thì nó mới tạo ra được cái âm đó. Chứ còn nếu bạn đọc là khó, 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 tức là gì, nó không tạo ra được cái âm đó. Còn nếu có bạn đọc là hao, háo, hảo, hảo, không đúng. Thực ra cái hao, háo, hảo đấy là cách nói của bạn, các bạn Hồng Kông, Đài Loan, đúng không? Còn âm chuẩn Bắc Kinh thì người ta lại phải nằm giữa khờ với hờ. Thì bạn tập lại nhé, tạo một cái vòm, sau đó đẩy hơi ra. Ho, khó, 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 đó. Ní khó, xin chào, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp với một chữ nữa, đó là từ nỉ. Nỉ thì gồm có các bộ như sau. Đầu tiên thì bạn biết sẽ là bộ nhân đứng, sau đó là bộ mình, sau đó là bộ tiểu. Thì bạn có chữ này chữ gì? Chữ nỉ. Nỉ có nghĩa là gì? Là bài. Đầu tiên ta phải giải quyết bộ gì? Bộ này là bộ nhân. Nhân, nhân đứng. Nhân đứng là con người. Thế thì cái là bộ mình có nghĩa là gì? Mình thì có nghĩa là giải lụa, một cái chăn lụa. Bộ này người ta bộ mình này. Mình này. Thì cái bộ này người ta gọi là bộ gì? Bộ tiểu. Bộ tiểu có nghĩa là gì? Nhỏ bé, tiếng Trung đọc là xiao. Thế bộ tiểu này viết đây là lối hải thư nhá, cây đéo trái đéo phải, cây nhỏ đi là chữ tiểu. Thế nhưng chúng ta còn có thể viết theo lối hình thư nó nhanh hơn như thế này. Tay uốn lên hất xuống, đúng không? Không có gì xa cả. Đấy là lối hành thức, hành chính cuộc sống họ viết tốc độ nhanh hơn.
Nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể liên lạc với mình sẽ cho một cái trang web hoặc phần mềm. Thì các bạn cứ viết chân phương bình thường, muốn ra khải thư, hành thư, thảo thư đều ok hết. Thì các bạn đăng yêu cầu lên nhóm hoặc gửi cho online thì là mình sẽ gửi cho cái đó. Các bạn có thể chuyển được sang tất cả, có thể hành thư, thảo chuyện gì đó đều ok hết. Bây giờ công nghệ nó rất tiên tiến rồi, nó giúp các bạn làm được điều đó. Bạn là người cuốn khăn lụa chơi bạn từ khi bạn còn nhỏ. Nỉ có nghĩa là bạn, đúng không? Đúng không? Thế ní khỏ có nghĩa là gì? Chào bạn, đúng không? À, ta thử viết một từ là ní khỏ. Ní khỏ là xin chào. Khi các bạn học từ chữ Hán để các bạn thể nhớ được thì các bạn chú ý các điều như sau. Thứ nhất, chữ Hán nó gồm những bộ diềm thành. Câu chuyện của chữ Hán đó là gì? Viết bài khóa là bài tập nộp cho mình, up lên trên nhóm hoặc tùy online để mình chấm điểm, sửa các lỗi sai của bạn. Vậy ok là nhớ được chữ Hán, thậm chí còn nhớ được cả ngữ pháp bài khóa luôn, tận tận cách nói luôn. Đấy là cái phương pháp học làm sao nó hơi vất vả một chút nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả. Tiếp theo, các bạn còn một cái bộ nữa, bộ này là bộ mã. Các bạn làm như sau: một góc vuông, hai góc vuông gạch ngang cả. Chữ này là gọi mã, là mã. Các bạn thấy hơi khác so với con mã ở trong cờ tướng, bởi vì cái mã trong cờ tướng ấy thì là chúng ta sử dụng cái đây, trong cờ tướng thì chúng ta viết như này. Đấy, các bạn nhìn đấy, mã trong cờ tướng thì nó lại có bốn cái chất. Đấy, mã này là mã cổ. Thế còn mã này là mã gì? Mã hiện đại, viết dấu số 5 gạch ngang, con ngựa chạy 5 km, lưỡi đang thè ra. Còn mã cổ này thì mọi người nói là nó thú vị hơn, nó sâu sắc hơn, thì đúng là như vậy. Nhưng hiện giờ chỉ còn Hồng Kông, Đài Loan họ xài thôi, còn Trung Quốc đại lục họ chuyển sang cái này rồi. Đấy, và chúng ta nếu mà tốt ra thì chúng ta biết cả hai thứ, nhưng mà nếu mà thời gian chưa cho phép thì bạn cứ tạm nhớ cái chữ giản thể này trước, sau đó thì chúng ta sẽ phát triển đến sự phồn thể sau. Và các bạn cũng không sợ, có thể viết giản thể bình thường nhưng mà các bạn sử dụng cái phần mềm mà mình có thể cung cấp cho bạn, hoặc là cái trang Google dịch ấy, một bên bạn có thể để dạng phồn thể, ấn một cái nó sẽ ra phồn thể luôn, cũng không sợ. Bây giờ công nghệ rất hiện đại giúp chúng ta làm tốt được những việc đó. Xin chào các bạn, nói sao ní khỏ, thế bộ mã nhớ thế nào? Viết số 5 này gạch ngang, giống như là con ngựa chạy 5 km, lưỡi đang thè dài ra. Thế còn ngựa cổ ngày xưa làm sao? Nó có thêm 40 chân, đúng không? Có thêm ít xương sườn nữa, đúng không? Thì ra được chữ mã. Trên đây thì tiếng Trung chưa biết vừa hướng dẫn cho các bạn xong cách viết chữ của bài 1 giáo trình Hán ngữ 1 bộ 6 tập, và chúng ta sẽ còn lại gặp lại nhau trong cái bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, đúng không? Có một số bạn thì có nói là không xem ở trên YouTube được hết tất cả các bài, mà chỉ xem được từng bài chộp giật một vài bài thôi. Thì bởi vì là cái chương trình này là chương trình có phí, chỉ các bạn đã đóng học phí 500.000 vào trong tài khoản của bên tiếng Trung.vn thì chúng tôi mới gửi đủ cho toàn bộ hệ thống từ Hán 1 cho đến Hán 4, đủ 1.500 chữ Hán và 100 chủ đề nói và giáo trình 300 luận công tập toàn tiếng Trung. Và bạn được đăng tất cả các cái đáp án của mình lên trên nhóm của tiếng Trung online và được mình chấm điểm và chữa các lỗi sai. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.